Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Dragon Ball Super tập 113 đã vừa được chiếu vào chủ nhật vừa qua và đúng là một tập phim hấp dẫn về trận chiến của các chiến binh người Saiyan. Caulifla đã thách thức Goku đấu với cô và cô muốn hạ gục anh ta để đạt được trạng thái Super Saiyan 3. Đồng thời Goku cũng chấp nhận lời thách thức của cả hai, bắt đầu chiến đấu với nhau rất quyết liệt. Nhìn chung, đây là một trận đấu khá hấp dẫn khi Caulifla đã thể hiện được một năng lực tiềm năng rất mạnh khi càng đánh càng mạnh hơn. Tiềm năng của Caulifla là rất lớn, đến nỗi Goku cũng gặp không ít khó khăn. Điều này khiến mọi người đều thích thú và ngạc nhiên trước sức mạnh thật sự của Caulifla. Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì cạn kiệt năng lượng, tuy nhiên Goku không lo lắng mà thay vào đó làm một việc ngu ngốc, đó là gọi thêm Kale và tham gia trận chiến để Kale và Caulifla có thể đạt được trạng thái Super Saiyan 3 cùng lúc. Với mong muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ Caulifla, Kale đã biến thành trạng thái cuồng độ một lần nữa. Dragon Ball Super tập 114 đã có nội dung của video xem trước, tình huống kinh hoàng, sự xuất hiện bất ngờ của một siêu chiến binh mới, những đòn tấn công của Goku áp đảo Kale trong khi anh ta đang đấu với cả Kale và Caulifla, một đánh với hai, sự căng thẳng trong trận đấu leo thang, Kale đã biến hình thành trạng thái Super Saiyan cuồng độ. Dragon Ball Super tập 114 sẽ được phát sóng vào chủ nhật tuần tới, sẽ là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đối với người hâm mộ Dragon Ball khi ở phần cuối video xem trước đã có một hình ảnh khá ngạc nhiên, đó chính là có vẻ như có dấu hiệu của việc hợp thể bởi bông tai Botara trong giải đấu sức mạnh, một chi tiết cực kỳ hấp dẫn. Hai nữ Saiyan của vũ trụ thứ 6 đang chiến đấu hết sức quyết liệt với Goku. Tuy nhiên, với spoiler tiết lộ trước thì mặc dù Kale đã chuyển đổi trạng thái cuồng độ mạnh nhất nhưng vẫn không đánh bại được chiến binh Goku của chúng ta. Dragon Ball Super tập 113 thì Kale đang sử dụng trạng thái cuồng nộ và theo lời dẫn truyện thì Goku đã đề cập đến việc Kale đã thực sự sở hữu trạng thái huyền thoại Legendary Super Saiyan. Bản video xem trước ngắn của Dragon Ball Super tập 114 đã bắt đầu với những cảnh đánh nhau giữa Kale cuồng nộ và Goku Super Saiyan. Trong những cảnh tiếp theo thì Goku sẽ chuyển sang trạng thái Super Saiyan 2 và chống lại sự tấn công kết hợp của cả Kale và Caulifla cùng một lúc. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên lại đến từ những cảnh cuối của video khi mà có sự xuất hiện của một siêu chiến binh mới, mạnh mẽ và đặc biệt đang đeo bông tai Botara. Với những tin tức được tiết lộ thì đây chính là siêu chiến binh của vũ trụ thứ 6, được sản sinh nhờ phép hợp thể để chiến đấu với Goku. Nhìn chung, giải đấu sức mạnh đang đi đến giai đoạn cao trào nhất khi còn có rất nhiều chiến binh mạnh mẽ đang tồn tại. Với sự xuất hiện của bông tai Botara trên sàn đấu thì sẽ mở màn cho rất nhiều hy vọng xuất hiện của các chiến binh hợp thể khác. Nó cũng chứng minh được rằng có thể phép Fusion sẽ được cho phép trong giải đấu sức mạnh này. Một cuộc chiến căng thẳng sẽ xảy ra trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. Nếu như có một điều kỳ diệu nào đó thì có thể sẽ có một cơ hội tốt để Vegito Blue có thể quay lại và chiến đấu chống với Jiren. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment ngay phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.